ở uh, thị trường vàng thì uh, đang có những cái dấu hiệu tiếp tục giảm giá mà chưa tạo ra được một cái mô hình hai uh, đáy như là chúng ta kỳ vọng sau một cái mô hình tam giác đúng không ạ ở đây thì mọi người nhận thấy rằng nó là gì ở đây cũng đang có khả năng vẫn có khả năng sẽ hình thành một cái w formation nhưng điều rất cần thiết đó là gì ạ đó là vàng phải tăng được trở lại từ cái khu vực này một cái cây nến bullish engulfing và phá qua được cái ở đường viên cổ Redline right của cái mô hình này tức là vùng giá khoảng 2.624 phải, phải đạp phá lên trên và đóng cửa bên trên đó thì mới thật sự hình thành được một cái mẫu hình gọi là hai đáy trên biểu đồ H4 cho một cái kịch bản mua lên theo bia trap đúng không ạ Còn nếu như điều đó mà không có xuất hiện tức là giá không thể tăng và đóng cửa vượt lên trên cái ngưỡng 2.600 chúng ta làm tròn một số là 2.625 này đi thì có khả năng là sẽ còn tiếp tục chịu cái áp lực bị bán xuống nhiều hơn nữa. Đấy, cho nên ngày hôm nay CPI công bố cũng sẽ rất là quan trọng. Chúng ta có thể sẽ thiết lập các cái lệnh buy stop nếu như mà giá vượt qua lên trên đỉnh này. Nó ạ. Đấy, thật ra cũng không nên thiết lập buy stop đâu vì nhiều khi nó chỉ quét dâu lên thôi, tức là nó spike up lên sau đó tạo ra cái dâu nến cao rồi rút chân lại bị bán xuống luôn. Cho nên cũng nên quan sát chúng ta biết rằng 7 giờ 30 phút là công bố tin tức thì phải đến 8 giờ mới đóng cửa cái nến H1 này thì chúng ta nên quan sát cái cây nến đó. Nếu như đóng cửa ở cái mức giá cao hơn 262625 á thì sẽ phù hợp cho một cái kịch bản giá sẽ còn đi lên, tiếp tục đi lên cao hơn nữa. Và lúc đó thật sự chúng ta sẽ có một cái mẫu hình là hai đáy, một cái bia cháp hình thành ở trên cái biểu đồ H4 cho cái kịch bản giá đi lên. Còn nếu như mà thời điểm công bố tin tức vàng đẩy lên cao này nhưng sau đó thì lại bị giảm xuống tạo ra phần dâu nến đáng kể ở tại đây và giá đóng cửa thấp hơn 2.625 thì sẽ phù hợp chung cho cái kịch bản giá sẽ còn tiếp tục bị đi xuống nhiều hơn nữa nha.